Những cái con đực nào muốn bạo ra giữ chuồng này thường là nó là con đầu đàn. Con đấy nó sẽ được hưởng thụ nhiều hơn. Nó được quyền bắt cặp với bất cứ con cái nào. Để mà vận chuyển được cái con giòn giống này đi xa ấy, là chúng ta phải cho vào cái bao lưới. Lý do cho vào cái bao lưới là để cái lông nó không găm linh tinh. Con này chuẩn là 3,5 cân đây, con giòn cái. Bà cho lấy một con đực nữa. Con đực này rất đẹp này. Đây, từ nãy giờ là mình ngắm con này rồi. Con nào mà lông mượt, người dài thon. Hôm nay mình sẽ gửi con giòn giống này cho anh Củ A Giàng. Anh ấy ở xã Nà Hẫu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Chuồng như thế này thì em sẽ cho khoảng tầm 5 con đực với 10 con cái vào trong này. Tự lựa chọn và tự bắt cặp với nhau. Nhìn con đực thì bi cả nó rất là to. Đấy, thấy không ạ? Bà để lên cho con nào. Rồi, áng chừng quá đẹp luôn, cũng đúng 3,5 cân luôn. Đây, con đực này cũng 3,5 cân luôn này. Giờ anh ấy lấy thêm một con giòn cái khoảng tầm 3 cân nữa. Mày bị vợ tao ngắm trúng rồi. Rồi ok, 2,9 cân được rồi. Mọi người cùng em Lâm đi ra đi đóng hàng gửi cho anh khách nhá. Đây là 2 con giòn cái, thì cho vào một lồng. Con này con đực cho vào một lồng. Lúc mà đóng cái con giòn giống này vào trong túi này là chúng ta cho mỗi con 2 quả chuối vào. Mục đích là để trong quá trình mà mình vận chuyển đi đường ấy là nó có cái để nó ăn, thứ hai là nó không khát nước. Cô chú nào mà có giòn thương phẩm ấy mà đóng hàng ấy là chúng ta cũng cho vào cái túi lưới xong cho vào cái soạn này. Và nhớ lúc đóng ấy chúng ta để lại một khoảng trống như thế này để con giòn nó quay đi quay lại được, nó không bị ngột. Rồi, xong là chúng ta đậy cái này lên. Thế là được, không có gì cầu kỳ lắm đâu. Bà cái con lấy lồng khác rộng hơn, giữ đi, nó chặt. Lấy lồng khác, lồng đấy đi ạ. Khi gửi cái con giòn giống hoặc là con giòn thương phẩm này đi vào cái đầu mùa đông như thế này là nếu chúng ta mà để được chỗ thoáng càng tốt, còn vào mùa đông nó lạnh rồi thì để chỗ nào nó cũng được, vì trong gầm nhà xe thì nó cũng ấm thôi.